Dạ, Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích hệ khai thác các bác nhé. Con này là hút mana 435, công suất đường kính bít tông là 40mm các bác nhé, và công suất của nó là 41cc. Các bác cân nhắc nếu mà phù hợp cho gia đình mình thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em ở số điện thoại 0354392929. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác chỉ cần việc nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì có ship code tận nhà cho các bác luôn. Đó. Hôm nay thì em lên cho các bác một con này thì mới về. Mút mana 435. Cái này, cái phần tem mác này thì nó đã bị mất rồi các bác nhé. Nhưng mà nếu mà các bác về sử dụng thì cái này thì không lăn tan gì cả, không có ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ mẫu mã thì nó chỉ xấu một tí xíu thôi. Nhưng mà con máy này em thấy tình trạng quá là xuất sắc luôn. Nghĩ nó rơi vào tầm khoảng 90% nữa. Cái tem này chắc là do chủ cũ người ta về nhu cầu người ta sử dụng đã làm sao nên nó đã bị bay mất cái tem rồi. Đấy, nhưng mà phần tem ở trên lốc máy thì vẫn còn ngon luôn các bác nhá. Hút mana 435 sản xuất năm 2012 các bác nhá. Đây, Sweden là hàng của Thụy Điển các bác nhá. Con này là hàng bãi Thụy Điển cho bác nguyên zin nguyên bản 100%. Công suất thì 41cc cho các bác nào có nhu cầu về sử dụng. Tích hợp luôn cho các bác là núm bơm xăng phụ rất dễ lên xăng cũng như là giật dễ nổ các bác nhá. Đây. Đây là phần tem hướng dẫn sử dụng của nó này, từng các bước một này. Đấy, vẫn còn ngon và đẹp và sáng kén luôn các bác nhá. Đây, tem của nó này. Quá là ok luôn các bác nhá. Con này được tích hợp cho các bác là tăng chỉnh xích nhanh cũng như là vặn ốp lam nhanh các bác nhá, cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, lam thì không biết là lam này là 40 phân hay 45 phân thì cửa hàng chúng em thì cứ chưa có đo nên là sẽ các bác nào mà cần tham khảo về cây lam dài bao nhiêu thì liên hệ qua cho em nhé, thì em sẽ báo cho các bác sau. Đó. Con này là xài xích trung 325 các bác. Xích trung 325, lam của nó là lam bánh xe các bác nhá. Chưa hề có biểu hiện tè đầu hay là móp méo gì cả. Nguyên zin nguyên bản của nó là tất cả cây lam của nó. Đây, nòng bạc nó đây, mã số của nó thì vẫn còn dập lốc nguyên các bác nhá. Đảm bảo cho các bác nguyên zin nguyên bản luôn. Đó, bồ cái cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Đây, máy cưa hút mana 435 cho các bác nào nhu cầu về sử dụng muốn khỏe đấy. Con này thì có tích hợp chủ giật trợ lực lò xo các bác nhá, chủ giật trợ lực lò xo. Vâng, thì cửa hàng chúng em sẽ tháo phần vỏ ra để cho các bác nhìn linh kiện của nó các bác nhá, nhìn linh kiện nó sẽ như thế nào. Đây, cửa hàng chúng em sẽ tháo luôn trực tiếp để cho các bác nhìn ở trên video có thể rõ ràng và kỹ càng nhất. Đây, các bác nhìn xem bộ hơi của nó xem có to không ạ. 40mm cho một bộ hơi này các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, lửa zin này, nòng zin nhá. Đây, buji zin, lửa zin, tất cả. Đây, lọc gió zin của nó nhá, chuẩn hút mana này. Chế hòa khí nguyên zin luôn các bác nhá. Tổng thể cây này là em về đảm bảo cho các bác là chưa hề có bung chạm gì đâu. Nguyên zin nguyên bản hết cho các bác. Về sử dụng nòng hơi thì giật còn cứng cáp nguyên các bác nhá. Test nổ luôn con này cho các bác nghe qua tiếng máy này. Rất là êm các bác nhá. Đó, máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh và dọn nổ tất cả ngon lành thôi. Các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Con này được cái là nó có tích hợp công nghệ giảm rung lò xo các bác nhé, cực kỳ êm ái luôn. Các bác về sử dụng thì không hề có khi xài cả ngày cũng không bao giờ mà biết mỏi tay là gì. Giảm rung của nó thì cực kỳ chất luôn các bác nhé. Công nghệ của nó thì em nghĩ là cũng khó có thể có được hãng nào mà có thể qua được cái công nghệ này của nó. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác ở video sau. Các bác có thấy video hay và hữu ích thì bấm cho em một like và đăng ký kênh các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào và tạm biệt các bác.